Úi giời, gặp cả một team clan Google này. Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AK-47 Peony, một cái set súng có thể tăng nghe tiếng bước chân từ xa hơn. Nó xa hơn những cái vũ khí khác, kể cả vũ khí VIP nha. Mình nghĩ là như thế. Tại vì cái nội tại, cái kỹ năng của em nó thì kiểu gì nó cũng phải ăn đứt những cái khẩu khác thôi. Cái khẩu M4 Peony thì nó lại tăng xuyên thấu. Khẩu này thì tăng tiếng bước chân xa hơn. Còn khẩu 3Z thì tăng tốc độ di chuyển. Mình nghĩ mỗi khẩu nó có một cái đặc tính bá rất là riêng ấy. Đâu ấy? Holy shit. Đấy, biết là thanh niên chết là do gì luôn. 3Z bắn nhưng không biết nó ở hướng nào. Thật là hư cấu. Rồi, hình như là thanh niên gót Hoàng Trung đẩy vào và cũng bị 3Z nó liếm luôn. Cái mồm thằng 3Z nó to nhỉ. Rồi, hay lắm. Mình sẽ đứng đây đợi nó mà đẩy lên thì mình sẽ lao ra sấy, bắn sấy như một vị thần và nằm xuống như một thằng đần. Rồi. Mình không nằm xuống đâu. Tại gì? À, đây rồi. Đâu, xanh chết ngáo VL. Vâng, TMP nó sấy sắp mặt L. Thông não luôn anh em ạ. Não mà phẳng quá thì nó phải thông thôi. Tôi bảo làm sao được. Bắn cỡ đấy nó không thông thì hơi bị tiếc. Mình sẽ cố gắng ăn lại cái thằng TMP cay nó lắm rồi nhá. Đậu xanh suốt ngày gặp TMP lên khắp group. Anh em cứ anti về cái khẩu đua TMP thôi. Tại vì cái khẩu đấy rất là mạnh. Anh em đang chờ fix rất là nhiều. Nhưng mình nghĩ không fix được đâu. Bắn sấy 3 viên một lúc. Á, này TMP đẩy lên này. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Còn 26 tiết. Mình chưa dám nói vội đâu. Hết cả ồn. Rồi mình sẽ đứng vào đây để thủ xem có thằng nào nó lên không. Và nếu không lên thì mình té thôi. Đây đây. Đậu xanh. Sao lại đạn đi trước cái người mới thấy nhở. Thật là hư cấu. Để cho mình bị lag. Không sao. Nó chạy về khu vực hồi sinh rồi. Không phải nó ra mic à. Đấy, biết ngay. Đậu xanh ra mic. Cái khẩu này phải mặc đủ set thì nó mới nghe được tiếng bước chân xa hơn. Nhưng mình thì mình ít khi nghe tiếng bước chân lắm. Thật ra thì mình không xài về cái kỹ năng đặc biệt của nó. Mình chỉ bắn theo cái phong cách là khẩu súng mệnh. Thì mà mình bắn theo cái phong cách là mệnh thôi. Chứ còn áp dụng cái kỹ năng của nó thì hơi bị khoai. Đấy 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 kia. Đậu xanh. Thôi. Hay lắm, nó liếm la liếm đúng hai thằng. Khốn nạn thật đấy chứ. La liếm hai thằng rồi còn liếm luôn 12 tiết của mình. Thật là VL. Công nhận là mồm của mấy thanh niên này rất là to. Đây rồi, cái thằng mà la liếm mình. Cầm khẩu M4 Epic. Để lấp ló. Này thì lấp ló này cưng. Hết thầy đạn. Trời ơi. Đậu xanh. Thầy đạn anh em ạ. Khốn nạn thế cơ. Trời ơi. Cái pha đấy là thằng TMP nó phải nằm xuống rồi. Ăn hên đấy nhở. Thầy như này đứng ở khu vực ở hình lang A. Cao A. Sao lại không hỗ trợ mình nhở. Thật là hư cấu. Để nó vào như trốn không người. Nó liếm mình. Ôi thằng này yếu rồi. Chỉ cần một phát nữa thôi là nó tạch thôi à. Bị sấy nó như điên mà. Nó khốn nạn. Chỉ cần nhìn thấy thằng TMP thôi. Ra nó trước anh em ạ. Đừng để nó sống. Đậu xanh tự dưng lại bị 3Z nó móc cạn lời. May đấy. May có thằng 3Z nó cover. Giết nó. Chứ không thì bạn tạch lâu rồi. Đấy, trời ơi. TMP đâu ra mà lắm ấy nhở. Thật là hư cấu. Quân người ta có hai TMP, đua TMP luôn. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Tạch tạch. Hoài. Cố lên các bạn ơi. Chúng ta phải thắng. Sợ nhất là mấy anh em cứ cầm gì ta, khẩu AKDF vào bắn. Bắn với team mệnh mà cứ bắn AKDF thì làm sao mà hơn được. Người ta cầm toàn những khẩu súng mà lợi thôi. Này thì ăn mạng tao này.
Thôi xong rồi. Đùa, đùa TMP này. Nghĩ gì? Double kill luôn. Rồi, cay cái thằng TMP cuối cùng giết được 2-3 lần rồi. Tuyệt vời. Ghét lắm cơ. Ôi đậu xanh. Từ. Rồi, ok, giết được rồi. Nó ở trong khu vực bao xe A. Mình không dám la vào. Bước chân vô là nó cho tạch ngay. Nên phải từ từ, bình tĩnh và điềm đạm mới dám bước vào được. Còn nhây nhây bước vào bắn sâm mạc. Nói chung là khi yếu máu là các bạn cứ bình tĩnh thôi. Không thể feed mạng được. Không thể feed mạng bởi những pha xàm cướp được. Rồi tôi xong rồi. Cái tội thích la liếm này. Cứ đường quen cái đường cũ thôi. Sao lại đục vào làm gì thế bạn ơi? Ở đây, ôi giời ơi, chết sạch. Tôi xong rồi. Đứng lên trên đấy bạn ơi. Ba Z nó cam kinh lắm. Không thể lên được. Phải quan sát kỹ ở đằng sau. Rồi, nếu mà không có ai thì mình sẽ đi vào. Ôi, đậu xe. Trời ơi, mắc cái bậc này này. Khốn nạn thật. Phải là hư cấu. Đậu phộng. Cân nó đi bạn ơi. Mình chết xàm quá. Ôi giời ơi. Chết nó. Rồi tới xong rồi. Nó biết rồi. Đùa TMP nó mạnh lắm. Đậu xanh pha đấy nó nhấp mình 3 phát thôi ạ. Chỉ cần nhấp 1 đến 2 phát thôi. Thì như pha đấy nó chỉ nhấp 2 phát thôi nhở. Mình chết rồi nhanh mà. Bước ra chưa kịp nhìn. Nó bị tự dưng lại bị mắc lại cái cục trên đấy. Dã man. Rồi. Mình phải giết được thằng TMP. Cố lên. Nãy giờ cay thằng đấy lắm rồi. Pha đấy mình vào với đồng đội hơi muộn. Mình thấy anh em tấn vào hết rồi, mình cũng tấn vào. Á, kìa. Đâu xây. Lại bị thằng kia nó móc. Thằng này quen đường cũ mà cũng kiếm được mạng này. Thật là vi diệu. Từ từ thôi. Anh em cứ bình tĩnh thôi. Sao phải xoắn. Mình sẽ đợi đây. Đứng đợi cái thằng DMP. Cay thằng này lắm rồi. Phải giết được. Cứ nhìn cái thấy mặt thằng nào mà cầm TNP là cứ dã thôi. Không phải xoắn làm gì cho mệt người. Rồi tôi xong rồi. Sao lại tách? Hư cấu vậy ba. Lại đứng trên cái chỗ đấy để nó giết. Khô lời. Mic phải, ok biết rồi. Mình sẽ đứng đây đợi thằng TMP thôi. Đâu nhở? À, này thì biết ngay mà. Kiểu gì cũng mò mò lên. Rồi, mic phải này. Bom này, né đi. Úi dồi. Đâu. Hai thằng đều yếu hết cả hai rồi. Ăn nguyên trọn quả bom luôn mà. Thà đấy mà không dính sniper nó snip vào người thì có khi mình cũng ăn được cả hai đấy. Dã man. Một quả bom dưới chân luôn mà. Phải làm sao không yếu được. Cái thằng 3Z có khi chỉ cần một nhấp nữa thôi là nó tạch rồi. Đèn có ha. Trời ơi. Tiếc thế nhở. Một cái pha đáp bom thần thánh. Nó ăn bom cái nó lao ra luôn. Vác mặt ra cả hai thằng. Buồn cười. Đâu rồi. À. Nick này. Bắn sấy. À. Gần chết rồi nha. Yếu rồi. Yếu rồi bạn ơi. Ai đây. Này đi. Yếu mà còn ra gió này. Cứ đứng bắn sấy linh tinh rồi. Bảo làm sao không chết được. Còn một thằng nữa. À, đậu xây. Lại thì nhìn cầm đua TMP đứng móc lốp. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. Đừng để thua nào. Bật kèo. Bật kèo. Phải bật được cơ. Không bật được thì trận này mắc hoài. Cố lên nào. À,
Ném bom à? Làm gì mà căng vậy? Úi dồi ôi, nó đẩy. Cái gì mà đua TMP liếm xe như này? À, mày đua TMP tôi xong rồi. Không phải đua TMP. Thằng đua TMP nó lên tận trên nhà. Khoái nhở? Nó liếm la liếm xe cả team mình luôn mà. Pha đấy đang nhé, mình nên đẩy sớm vào khu vực mid thì mình sẽ ăn được. Nhưng không được. Đẩy sớm thì kiểu gì cũng bị móc ở sau. Khoai quá, trận này khoai rồi, không ăn được. Thì mình đáng nhẽ ở nhà thủ tốt hơn thì mới gọi là chất. Vâng, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh Hổ mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.